Nghẹn lòng cảnh mẹ đưa con ung thư đi cạo đầu, nhìn con khóc mẹ cũng không thể cầm lòng. Em sinh ra trong hình hài nhỏ bé, đến với cuộc đời bằng ánh mắt ngây thơ. Em là con gái nên yêu lắm mái tóc của mình, nhưng em bị ung thư, phải xạ trị, để em phải ngồi đó đớn đau nhìn các anh lấy đi mái tóc của mình. Mẹ em ngồi bên cạnh cầm bàn búp bê mà em thích, dỗ dành cho em đừng khóc nữa. Thế mà không hiểu sao, nước mắt của mẹ cứ tuôn rơi. Em đau trong thân thể, em đau cả tinh thần, em đau do căn bệnh quái ác hoành hành, em đau do em không còn mái tóc. Nhưng em có biết, em đau một, mẹ đau 10. Thấy con khóc òa, mẹ như đứt từng đoạn ruột, ngồi trước mặt em, làm mọi cách để cho em cười. Nhưng trong khi chính bản thân mình lại không kìm được nước mắt. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của bé gái vì căn bệnh ung thư mà phải cạo đi mái tóc của mình. Mọi người cũng đã gửi rất nhiều những lời cầu chúc bình an đến cho em và gia đình. Một vài chia sẻ của mọi người để lại: bé ơi, nhất định con sẽ khỏe mạnh, mạnh mẽ lên con, tóc sẽ mọc lại, con sẽ là cô gái xinh đẹp nhất con nhé. Mình đã nổi da gà khi nghe bé khóc vì mình cảm nhận được nỗi đau của em đang chịu đựng. Chỉ mong sao cho em sớm khỏe, sống cuộc đời bình an. Thương con quá, ráng cố gắng mạnh mẽ để khỏe dần nha con gái yêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.